Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chỉnh các cột và các dòng vừa với nội dung trong Excel. Ví dụ như đây, tôi có một bảng dữ liệu. Thì các bạn quan sát này, trong cái bảng dữ liệu của tôi á, nó chứa các cột và các dòng hẹp quá nên không thể nào hiển thị hết nội dung được. Bây giờ tôi muốn là làm sao cho các cột và các dòng nó được giãn ra để nó hiển thị hết nội dung. Nếu như các bạn chúng ta làm theo cách thủ công, tức là các bạn chúng ta kéo từng dòng như thế này, hoặc là kéo từng cột như thế này để cho nó vừa với nội dung đó. Nếu như bạn làm như vậy rất lâu và mất thời gian. Thay vì vậy, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách sau đây để bạn có thể là chỉnh nội dung ở các cột và các dòng làm sao cho nó vừa với nội dung nha. Thì cách làm cụ thể như sau. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ chọn toàn bộ shift bằng cách là các bạn chúng ta sẽ bấm vào ô giao nhau giữa cột và dòng đó, chọn vào. Thì lúc này á, toàn bộ bảng dữ liệu nó sẽ được quét chọn. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ rê chuột vào một cột bất kỳ. Nhớ nha, rê chuột vào đường viền của một cột bất kỳ. Nhấn đúp chuột trái, tức là nhấn hai lần chuột trái vào đó. Thì lúc này á, kích thước cột nó sẽ giãn ra vừa với nội dung. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ rê chuột vào một đường kẻ của một dòng bất kỳ. Khi nào xuất hiện mũi tên chỉ vào hai hướng á, các bạn chúng ta nhấn đúp chuột trái. Đó. Thì lúc này bạn quan sát này. Đó, các bạn dữ liệu của tôi. Các cột và các dòng nó đã vừa với nội dung. Rồi đây. Các cột này nó chưa đủ thì tôi sẽ kéo ra. Đó, rất là đẹp nha. Đây là cách đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ đặt con chó chuột vào trong bảng dữ liệu. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm tổng phím là Ctrl A. Thì lúc này á, nó sẽ quét chọn toàn bộ bảng dữ liệu. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ vào tab Home, chọn vào Format. Rồi bây giờ tôi sẽ tự động căn chỉnh các cột làm sao cho nó vừa với nội dung. Thì ở đây á, tôi sẽ chọn vào Auto Fit Column Width. Đó, chọn vào Auto để nó tự động căn chỉnh cột. Đó. Tiếp theo tôi lại vào tab Format, chọn vào Auto Fit Row 2. Đó. Các dòng nó sẽ vừa với nhau. Còn cái cột này á, nó chưa vừa thì tôi kéo ra cho nó vừa nha. Đó, đây là cách thứ hai. Rồi bây giờ tôi undo qua trở lại. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba. Cách thứ ba á, các bạn chúng ta sẽ sử dụng tổ phím sau đây. Chọn vào một ô bất kỳ trong bảng dữ liệu, bấm tổ phím Ctrl A để cho các cột á nó giãn vừa với nội dung. Thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Alt H này, Alt O, tiếp theo Alt Y. Đó, thì lúc này á nó sẽ vừa với nội dung của các cột. Nhớ nha, giữ phím Alt, bấm lần lượt H O Y. Bấm lần lượt nha, chứ các bạn chúng ta không bấm một lần. Giữ Alt bấm H trước, sau khi bấm H xong rồi bấm O. Tiếp theo là bấm Y. Nhớ nha, giữ phím Alt H O Y lần lượt như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là giãn dòng để cho nó vừa với nội dung. Thì tôi sẽ giữ phím Alt, lần lượt tôi bấm là H, O và A. Đó. Bấm lần lượt nha, chứ các bạn chúng ta không cần bấm cùng một lúc. Đó, thì lúc này nó sẽ giãn dòng. Rất là đơn giản. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chỉnh các cột và các dòng vừa với nội dung trong Excel. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn mọi người theo dõi.